Vâng, em xin chào các bác nha. Đấy, ở đây em có một cái cặp loa bộ loa 2.1 của Bose. Đấy, ghép rất hợp với con 922M này để phục vụ các bác nào mà thích nghe mà tiếng bass nó sâu chắc và cái tiếng trung âm nó xà, cái tiếng tép nó rõ nhá. Đấy, thì đây là bộ Bose AM5 Series 3. Đấy, dùng kết hợp với cả con 922M âm đi này rất là hay. Đấy. Tại sao nó hay? Bởi vì là bản thân con âm đi này nó có rồi một cái giải super bass. Một ngày thì nó sẽ tận dụng tối đa được cái giải super bass của con Bose. Đồng thời nó có thêm giải bass, giải tép thì nó sẽ tận dụng tối đa được cái giải nời của hai con loa QB này. Đến khi kết hợp con 922M này với cả cặp 2.1 Bose này thì cực kỳ hay luôn đó nhỉ. Đấy, 922M này thì em vừa quay vừa nãy rồi thì các bác biết tình trạng nó rồi. Còn đây là con Bose AM5 CD3 nhá. Hàng về còn rất là đẹp, bao gồm một súp và một loa QB. Đấy, loa súp sẽ được đấu từ âm đi. Đấy, đưa vào súp. Loa súp mới được đấu vào thẳng âm đi này. Và từ cái cổng output của cái súp mình sẽ đưa ra cái hai con loa QB để mình nghe nhạc. Rất là hay như này. Đấy, các bác thấy không ạ? Đấy nhá. Cho còn lại đến mãi bây giờ. Trà súng đạn này khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê tìm tuổi thơ mất năm nào, vui cùng ruộng nương cùng đàn trâu. Chiếc cầu tre đã bao năm vắng chân này. Ok nha, thì đây là con Bose AM5 CD3. Đấy thì đôi loa này nha, thì cả bộ của nó là đi 5.500.000. Đấy, kết hợp với con âm đi là 2.500.000 thì tổng là 8.000.000 đi nghe, nhưng mà đấy chất âm cực kỳ hay luôn nhá. Đấy. Con này có thể chơi rất nhiều, có thể là nhạc đấy, như cái nhạc này chẳng hạn, hoặc cái nhạc remix này, nhạc remix. Đấy. Đấy. Nhạc remix thì mình sẽ thường sẽ để giải chép thấp xuống và để giải bass lên này. Cái bản remix này nó không hay, nó chưa đủ độ hoa là thâm sình. Có khi mấy cái nhạc disco này còn hay hơn. Đấy, bắt của anh vui huynh luôn các bác này. Đấy. Đấy nhá. Đấy, cái con này có tiếng, có cái súp hơi như này, các bác của anh kích super bass lên cho nó phê nhá. Ok nha, cả bộ này là 8.000.000. Đấy, còn bác nào mà lấy bộ Bose AM5 CD3 này không thì là 5.500.000 và con âm ly là 2.500.000 nhá. Xin chào các bác và xin gặp lại các bác ở trong những cái video tiếp theo của bên em.